Kinh văn. Thứ hai là nguyên thể thanh tịnh của Bồ Đề Niết Bàn từ vô thủy. Đó chính là cái thức tinh nguyên minh của ông. Hiện nay hay sinh khởi các duyên bị ông quên mất. Giảng. Thứ hai là nguyên thể thanh tịnh của Bồ Đề Niết Bàn từ vô thủy. Chẳng có khởi đầu nên Đức Phật gọi là vô thủy. Ngay cả những gì xảy ra trước lúc khởi đầu. Bồ đề là tiếng Phạn, dịch nghĩa là giác ngộ được đạo lý. Có ba nghĩa. Một, chân tánh bồ đề, tức là Phật tánh mà mọi chúng sanh đều vốn có sẵn. Thông thường, mọi chúng sanh đều có chân tánh bồ đề này. Hai, thật trí bồ đề, tức là trí huệ chân chính, chẳng phải là tà huệ. Ba, phương tiện bồ đề, tức là phương tiện của những người sau khi đã chứng đạo, họ quán sát căn cơ, nghiệp lực của chúng sinh mà có phương cách thích hợp để giáo hóa. Ba dạng bồ đề này có thể xem là một, phân ra gọi là ba, thực ra chỉ là một. Cả ba chính là chân tánh bồ đề, và do nơi chân tánh bồ đề mà có được thật trí bồ đề và phương tiện bồ đề. Rốt ráo, bồ đề do đâu mà có? Bồ đề chẳng từ đâu mà có, mà cũng chẳng đi về đâu. Mỗi người chúng ta xưa nay vốn đã từng có sẵn tánh bồ đề trong mình rồi. Chẳng người nào có tánh bồ đề ít hơn hay nhiều hơn người kia. Tánh bồ đề ấy không tăng thêm, không giảm bớt, không sinh ra, không mất đi, chẳng thanh tịnh, chẳng dơ uế. Nhiều người nghĩ rằng sau khi chết mới chứng được Niết Bàn. Nhưng thực ra không nhất thiết phải sau khi chết mới đạt được cảnh giới Niết Bàn. Niết Bàn chính là sự chứng đạo. Niết Bàn là tiếng Phạn dịch nghĩa, không sinh, không diệt. Do không sinh, không diệt nên sinh tử không còn nữa. Một người chứng được Niết Bàn là khi họ đạt đến tình trạng không bị đối kháng bởi vấn đề sống và chết nữa. Nhưng Niết Bàn không chỉ có nghĩa là sự nhập diệt của Đức Phật. Khi Đức Phật nhập diệt gọi là Ngài nhập Niết Bàn. Đức Phật chứng nhập vào Niết Bàn với đầy đủ bốn đức: thường, lạc, ngã, tịnh. Có một số người học Phật có cái nhìn chưa rõ ràng, cho rằng Niết Bàn chính là cái chết. Nhưng Niết Bàn là còn nhấn mạnh đến cái không phải chết. Những ai vướng mắc vào quan điểm này chưa phải là người thông hiểu Phật Pháp. Đó chính là thức tinh nguyên minh của ông. Chữ nguyên có nghĩa là cội gốc của bản thể thanh tịnh. Nghĩa là cái mà chẳng phải là nhiễm ô, chẳng phải thanh tịnh, không thêm, không bớt. Ánh sáng của nó vốn thường soi chiếu khắp nơi. Chữ thức ở đây không phải là tám thức, chẳng phải mạt na hay a lại gia thức. Nó chẳng liên quan gì đến tám thức ấy cả. Nó chính là cái tối tinh, tối diệu của thức. Thể tánh của nó, bản nguyên thanh tịnh. Nó chỉ là tên gọi khác của Bồ Đề Niết Bàn. Cụm từ được dùng ở đây là nhờ vào lối văn chương bóng bẩy, tránh sự lặp lại. Nó chính là khía cạnh rất tinh vi và mầu nhiệm của thức, của Phật tánh bản hữu của chân tâm thường trụ, tánh tịnh minh thể. Hiện nay hay sinh khởi các duyên mà bị ông quên mất. Vì những nhân duyên này sinh khởi nên quý vị phải bị đẩy đi xa, xa mãi nơi quý vị muốn trở thành. Cũng giống như người càng chạy càng xa mãi nơi mình đứng. Tôi đã từng nói trước rằng A Nan càng trả lời những vấn nạn của Đức Phật thì càng đi xa dần mục tiêu cần nhắm đến đó sao? Tất cả các duyên này đều lưu xuất từ thức tinh nguyên minh mà có. Nhưng sau một thời gian dài chấp giữ các duyên này nên dường như bỏ quên mất thức tinh nguyên minh. Cái gì bị bỏ quên? Chẳng cái gì cả. Thực vậy,
thức tinh nguyên minh dường như bị bỏ quên, nhưng không phải như vậy. Bản thể bổn nguyên vốn thanh tịnh. Bồ đề Niết Bàn là của báo chân thực trong nhà quý vị. Cơ bản là nó ở ngay bên cạnh quý vị, nhưng quý vị không biết cách sử dụng nó để làm lợi ích cho mình. Bởi vì quý vị không biết cách sử dụng của báo ấy, nên nó dường như bị bỏ quên. Như thể quý vị có một viên ngọc quý vô giá mà quý vị đem cất giấu vào nơi rất kín, đến nỗi sau một thời gian dài quý vị không còn nhớ mình cất giấu viên ngọc ở đâu nữa. Khi quý vị đã quên không biết nó ở đâu thì không thể biết cách sử dụng nó cho có lợi ích. Mặc dù quý vị bị khốn quẫn nhưng không thể nào sử dụng được viên ngọc và hưởng được lợi ích từ viên ngọc quý ấy. Cũng giống như thể viên ngọc không có ở trong nhà quý vị vậy. Nên quý vị phải dùng thứ gì để thay thế? Quý vị dùng vọng tưởng của quý vị, dùng tâm phan duyên của mình để thay thế. Trong khi quý vị quên mất chân tâm của mình, và một khi chân tâm đã bị bỏ quên, thì nó cũng hoàn toàn giống như bị mất. Đây chính là lý do tại sao quý vị không thể thành Phật, thay vì vậy lại bị trói buộc trong vòng sinh tử. Do vì quý vị không nhận ra chân tâm. Ha ha ha, 问什么的说